lấy đầu vào. Tấn à, dám tấn công à? Kiếm một cung, bốn đào vàng. Ván này ta chọn cung 300 điểm, một cung thủ 300 điểm này. Chúng ta dàn trận rồi, ba hàng ba cung sáu sáu kiếm. Mình đánh bằng một pháp sư. Tăng thêm đào vàng. Cung bắn hiệu quả. Chúng cũng có pháp sư, đối phương cũng có pháp sư, đã cùng pháp sư một chày cho một cung. Mình vừa có lá chắn đòi tấn đây nè, rồi tấn lên nào, tập trung vào pháp sư đâu, tăng thêm một pháp sư nữa. Đánh pháp sư có vẻ hiệu quả, bài này có vẻ hiệu quả. Tăng thêm cung thủ 5 cung 6 cung nữa, và đánh cung thì quá thắng rồi, và đánh cung thì quá thắng luôn. Ba pháp sư xuất hiện, mỗi một lần chống gậy là hai pháp sư con ra đời được biến hóa, tăng thêm đầu vàng, cùng tiếp tục. Bọn chúng về phòng thủ và tiếp tục đào. Cho một khổng lồ ra, bài này thì ta chỉ cần đánh binh chủng hợp thành thôi là bọn chúng sẽ thua, quân của chúng rất yếu. Đợi cho khổng lồ ra là chúng ta tấn công luôn. Khổng lồ đầu trắng này, mũ đầu nhọn, binh khí trắng, quánh bằng như đùi gà luôn, tiến luôn, bắt đầu. Cần đi rất hùng dũng, pháp sư đi sau kèm theo lực lượng cung, có
khổng lồ dẫn đường, đánh gục thôi, phải gục, đánh cho bức tượng chúng phải gục, phải gục, phải gục, bức tượng phải sụp, trong trận này phải sụp. Khổng lồ bắt đầu bị mất máu bọn chúng đấy. Dã cho bức tượng cái này phải gục rồi, bức tượng phải gục, bức tượng phải gục, quánh từ trước về sau, rục gục rồi đấy, sụp, sụp bức tường. Ok, và bắt đầu ok lấy một kiếm ra và hai kiếm ra, tăng thêm hai đầu vàng nữa. Và hai kiếm ra để chờ quân địch đến bảo vệ đầu vàng. Thế này sao mà bọn chúng lấp ở khắp nơi nhỉ? Đánh đợt này là đánh đồi tuyết đây, lạnh quá, quân lính bị đóng băng hết. Đây, các bạn nhìn thấy đóng băng, đánh trên cái thời tiết băng giá của núi rất lạnh. Chúng dùng cung, cung và dùng kiếm, hai thứ dùng cung dùng kiếm, bắt đầu tập 1390 điểm rồi, bắt đầu dùng pháp sư cung, cho cung ra. Tăng thêm đầu vàng. Bài này thì địch chưa mạnh hơn ta, chưa tấn công. Chúng dùng cung đây. Chúng dùng cung. Mình có một pháp sư, một cung. Có lẽ là mình phải dùng đến lượng cung. Pháp sư. Cung. Tăng thêm cung đã để bảo vệ đã. Tăng thêm cung, 5 cung để bảo vệ lực lượng đào vàng, không là chúng tấn vào là không kịp phòng thủ. Dưới ánh trăng của trời đêm tuyết này thì lực lượng đào vàng vẫn đang miệt mài đào, thế và cung thủ của địch đã dàn trận, bắt đầu địch tấn công, địch bắt đầu tấn công. Ta kệ, không nên là ta cũng có thể bắn. Tấn thô, tấn thô, tấn công, tấn công, cung thủ bắn, pháp sư tiến đấy là sợ bắn gục đấy, pháp sư này đi đầu kìa. Pháp sư cũng hiệu quả đấy, lực lượng cùng phía sau vẫn hỗ trợ bảo vệ, nhưng mà bọn chúng bắn vào pháp sư. Ôi giời, bắn pháp sư cũng mất rồi, pháp sư cũng mất rồi, không, không tấn được, không tấn được. Pháp sư, tăng thêm pháp sư, tăng thêm lực lượng cung thủ, tăng thêm cung, ba cung, pháp sư đã xuất, bắt đầu tiến ra. Bọn chúng đã dàn được 6 cung, 6 cung một kiếm.
sáu cung một kiếm rồi. Lực lượng đào vàng vẫn tiếp tục mệt mỏi đào trên trăng trăng tuyết lạnh. Tăng thêm pháp sư, tăng thêm hai pháp sư nữa và cung, cung tiếp tục tăng bốn cung nữa. Lực lượng đào vàng vẫn tăng tiếp tục đào, tăng thêm một đào vàng nữa. Và chúng ta vẫn đang còn nhiều, vẫn đang còn nhiều, phải tiếp tục đào xem có đỉnh thế nào. Có đỉnh đào thì có vẻ chậm hơn, mình đính có vẻ chậm hơn. Đào vàng có một xuôi một ngược, cũng không nhanh lắm. Ba đào vàng, chúng cũng đã tăng cường pháp sư, hai pháp sư, tăng cường hai pháp sư. Chúng ta phải tăng thêm cung thủ, không là sẽ thua mất. Chín cung nữa rồi, thoải mái, cùng bắn nha. Bốn pháp sư, bốn pháp sư và bốn hệ thống, coi như bốn hàng 12, coi như là cung, cung thủ. Bốn pháp sư 12 cung thủ, cái này địch không thể thắng được ta rồi. Đối phương không thể thắng được. À, chúng ta dùng pháp sư và cũng tăng thêm lực lượng rồi. Bây giờ hai bên bắt đầu cân đối rồi đấy. À, tiếp tục tăng cung lên. Đủ 50 rồi. Đủ 50 lực lượng rồi. Tấn công lên thôi. Tiến lên. Lực lượng rất hùng dũng. Lực lượng này tiến thì chắc thắng. Đấy, cùng dồn vào một bắn mục tiêu làm là mục tiêu đấy dính rất nhiều mũi tên luôn. Đấy, đến này thì chắc chắc chắn là bức tượng là tượng đài này sẽ bị bung ra. À, có pháp sư tấn công. Rồi, được rồi. Khổng lồ, tăng cường khổng lồ. Được, tăng cường khổng lồ bảo vệ bức tường. Được, không được. Rút nhanh. Ôi, đánh một phát. À, không được. Quay trở lại, đánh tiếp. Lực lượng của bọn chúng đã giảm rồi. Một khổng lồ cục được. Tiếp tục. Cung của ta đâu? Úi giời, lực lượng cùng quá mạnh luôn. Này địch làm sao thắng được. Đó, bức tường đã bị chiến thắng rồi. Bánh thắng rồi anh em ơi. Tiếp tục bài số 2. Bài này vẫn dưới đêm trăng, tuyết bao phủ đầy trên cây này. Các bạn nhìn có thể đêm rất lạnh, tuyết bao phủ trên đỉnh ngọn đồi và các cây là bao phủ. Chúng bắt đầu khiêu chiến luôn à. Đánh đầu vàng như này, đỏi luôn, cung thủ đỏ đỏi luôn, chết rồi, sao tấn công được, đỏi luôn, đấy cung thủ đỏ, tấn luôn, làm sao mà đòi thắng làm sao được. Tấn công luôn. Đánh bức tượng đài luôn. Chúng rút đấy. Không được.
Không cần thiết, không cần thiết, chưa đánh được đâu. Rồi, giờ ta mới bổ sung lực lượng đây. Cường đầu vàng. Cường đầu vàng đã. Bổ sung thêm một cung thủ nữa. Tăng thêm một đầu vàng nữa. Chưa đủ tiền. Tăng thêm một đầu vàng. Chẳng nào, quân địch sẽ sao nào? Dưới trời tuyết lạnh như này vẫn đang miệt mài để mua thêm binh sĩ. Hiện nay đã ăn được là 6 kiếm và 3 cung thủ, 5 đầu vàng, 5 thợ đầu vàng. Thời tiết vẫn đang lạnh, đóng băng trên, đóng tuyết trên đỉnh đồi, đêm trăng và đêm rất lạnh, cây cối đều được đóng tuyết hết. Bây giờ ta tăng thêm con gì nhỉ? Tăng thêm pháp sư, tăng lực lượng. Tăng thêm một đầu vàng nữa. Tăng thêm phân khu quốc gia để mua quân. Đấy, đảo quân liên tục, dùng chiến thuật đảo quân liên tục. Tăng thêm cung thủ, tăng thêm kiếm. Cũng đang rất đông rồi đấy. Đang đông rồi. Tăng thêm cung. Bài này có lẽ vẫn phải tăng cung thủ thì thắng được. Tăng một pháp sư. Địch tới tấn công. Tấn à. Tấn à. Cung đầu bắn đi. Pháp sư. Cho tăng thêm một pháp sư, tăng thêm cung. Tăng thêm cung. Địch đang còn, chúng có cung phòng thủ rất mạnh. Chưa tấn vội, lực lượng ta vẫn chưa đủ để xây dựng lực lượng, tiếp tục xây dựng lực lượng đã. Tăng thêm một pháp sư. Tăng thêm pháp sư. Đấy, một pháp sư có thể để chống một lần gậy. Biến hóa ra hai khổng lồ bé nữa. Đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bằng trắng bạc ấy. Các bạn có thể nhìn thấy đội mũ trắng bạc này thì đánh rất là mạnh. Tăng thêm cung đi. Tăng thêm một pháp sư tiếp. Tăng thêm đao. Đao kiếm đấy. Tăng thêm đao kiếm. Tăng thêm hàng. 2 đao kiếm. 3 đao kiếm. 4 đao kiếm. Đao vàng vẫn tiếp tục. Tăng thêm một đao vàng. Cân đối lực lượng chưa? Lúc này địch cũng đang chuẩn bị. Đối phương cũng đang chuẩn bị cái lực lượng. Đối phương có vẻ mỏng hơn. Ta có thể lỡ cơ để ta tấn công. Tăng thêm cung đã. Tăng thêm toàn bộ cung. Mua lốt 50 rồi. Giờ lực lượng cung của ta bắt đầu mạnh rồi. 4 pháp sư đã đẻ ra 1, 2, 3, 4, 18 18 lực lượng con của pháp sư, kèm theo lực lượng đao, 8 đao nữa. 4 pháp sư, 8 đao, 4, 16 là 14 cung thủ rồi. Lúc này ta có thể tấn công đủ lực lượng rồi. Lốt một, chờ lốt một thằng cung thủ xuất hiện là ta tấn công. Tấn công luôn. Địch bắn hạ. Đối phương chắc chắn thua rồi, rút rồi. Thấy lực lượng của ta áp đảo đã rút rồi. Thế này thì thua là cái chắc rồi. Tượng đài sẽ bị phá vỡ trong trận chiến này thôi. Đấy, rất nhanh. Rất nhanh. Xuất hiện không ăn thua.
cung cung bắn thế này mà làm sao mà cung thế này làm sao mà chịu nổi, bắn bắn tập trung thế này. Đấy, tượng đài phải sụp rồi, là cái chắc rồi, sụp rồi, sụp. Đấy, như vậy rồi. Anh rất mạnh. Trận chiến này có rất nhiều lực lượng tham gia, làm cho đối phương liêu xiêu. Đánh bài 1 xem nào. Bài này có khó khăn lắm không? Bài này có lực lượng. Rồi, bài này thì đánh tốt. Tăng, đầu tiên ta tăng 2 kiếm, 2 đao, 2 đao để phòng thủ. Đợt này là chúng là chơi Maric pháp sư, 5 đỏ vàng tăng 1 pháp sư rồi. Tiên nữ thì ta chỉ cần đến đao, nghĩa là đao lượng đao sẽ đông thì sẽ ổn. Đây này họ bỏ pháp sư rồi, trong bài kế tiếp này người ta bỏ pháp sư chúng ta ăn thêm đỏ vàng đã, lấy vàng thật nhiều thì lúc đó ta có thể mua các lực lượng khác để có thể tham gia chiến trận được. Tăng kiếm, tăng đao lên. Xem uy lực của họ. Dưới cái địa hình này thì đối phương đang dùng tiên nữ. Tiên nữ đánh cũng mạnh đấy. Kèm theo pháp sư kìa. Cả tiên nữ, cả pháp sư. Rồi, bài này ta phải dùng cung. Tiến lên. Đấy, bánh theo tiên nữ biến. Biến. Pháp sư của chúng đâu? Pháp sư của chúng đâu? À, hai pháp sư. Chúng đang dùng hai pháp sư. Hai pháp sư thì phải cho tăng căng cung thủ lên. Tăng cung thủ lên. Pháp sư đánh mạnh lắm. Nào, ta tiếp tục tăng lên nào. Lên đi anh em, lên đi nào, lên đi anh em, quánh cho gục pháp sư rồi. Tiến lên, tiến lên nào. Chúng vẫn còn một pháp sư, một tiên nữ đang xuất hiện đứng gần tượng đài. Em biến liệu nó có ra cái đôi mắt ấy không. Rồi tăng lên, quánh nhanh. À, nó dùng để quét, dùng laser. Cái này thì mình khó thắng đây. Có tháng này mình dùng lại phải bắn cung thôi. Cung đâu? Cung thủ đâu? Cung thủ đâu? À, nó quét hết lực lượng của ta rồi. Quét được một lần thôi. Cung thủ đâu? Cung thủ đâu? 8 cung nữa. Lấy 8 cung nữa ra. Bắn cung hết. Tất cả dùng cung bắn. À, giải tỏa hết à, được, cho kiếm, tăng kiếm. Đường này có vẻ tiên nữ không thể làm gì được. Mười hai đao nữa này, chắc phải đao xông lên mới được. Đao đâu rồi, lực lượng đao đâu rồi? Đao chưa lấy được, chưa hết cung, hai cung nữa và đao mới xuất hiện được. Đào vàng vẫn tiếp tục đi. Đao cung thủ đâu? À, tiên nữ nó này hồi máu, nằm hồi máu luôn, nó dịch hồi máu.
hồi máu cho lực lượng này. Được rồi, đao ra 8 đao, không thể phòng thủ được đâu. Chặt luôn, chặt luôn, làm cho anh em đâu, chặt luôn nào. Được rồi, đao đâu, đừng được đao đâu, lên đi, lên đi, lên đi. Được rồi, ổn thôi, hai thiên nữ đã biến mất rồi. Rồi chuyến này thì tượng đài chắc chắn phải đổ rồi, lại xuất hiện một thiên nữ nữa. Úi xa. Cung thủ bắn này thì cướp rồi, tượng đài sụp đổ rồi, sụp đổ. Chiến thắng, victory, chiến thắng. Tiếp tục ta đánh bài số 2, chơi bài số 2. Vẫn trận này vẫn đánh trận đấy à, trên đỉnh rồi có tuyết và đóng tuyết trên cây. Cho hai hai kiếm ra, cung hai cung, cho hai cung ra nha, cung được đào vàng, tăng đính đào vàng, hai đao nữa lại đòi tấn công, khiêu chiến đó. Khiêu chiến à, khiêu chiến à, khiêu chiến à, khiêu chiến à. Đối phương đã lại ba tên lại tấn công nữa. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Cung đậu, cục luôn, tăng thêm đào vàng. Mũi, mũi đốt inox. Một cung, có một cung một kiếm. Đối phương lại một cung một kiếm rồi. Đào vàng đâu, tăng thêm đào vàng đi nào, cho thêm ba kiếm nữa, một cung. Cho thêm pháp sư, cho pháp sư, một pháp sư ra. Pháp sư thì một pháp sư cứ một lần biến hóa chống gậy thì để được hai pháp sư con kèm theo đấy, hai con của pháp sư. Thêm một pháp sư nữa, một lần chống vậy là được hai pháp sư con, tăng thêm một pháp sư nữa. Tăng thêm cung, mua thêm cung, năm cung thủ nữa. Tấn công, lực lượng đang còn yếu hơn ta mà lại tấn công à? Tấn thì tấn nào, bắt đầu nào, đấu đi anh em, đâu đấu đi. Cung thủ đâu, trời lại chạy à? Bỏ hết quân rồi còn đâu, thắng chắc thắng luôn. Tượng đài gục là chắc rồi, đánh đổ tượng đài luôn.
toán hả? Chúng tăng thêm được đầu vàng làm gì? Đang thua còn đầu vàng làm gì nữa nhỉ? Đưa đầu vàng ra thì chắc thua luôn. Cùng đâu? Cùng bắn thế này thì đầu vàng chắc thua luôn rồi.